Chào cả nhà. Đây là một cái video mình làm thử và mình sẽ bấm thời gian xem mình trình bày một cái buổi huấn luyện như thế này nó mất bao nhiêu thời gian. Bởi vì cả mùa bóng mà mình ngày nào mình cũng ngồi mình kẻ cái logbook cho ông thầy đó thì mình không có thời gian mà làm việc khác đó. Mình nếu mình làm được cái việc này thì mỗi ngày mình chỉ dành cho nó từ 5 tới 10 phút cho việc mô tả các bài tập cái dự án trong ngày trên một thằng nghiên cứu. Sau này nếu thuận lợi thì mình sẽ truyền tới anh em để cho các huấn luyện viên trong cái làng bóng chúng ta muốn nghiên cứu về vị huấn luyện viên lâu nay vẫn gây tranh cãi thì mọi người có điều kiện để mà nghiên cứu. Cái giáo án ngày 8 tháng 1 năm 2018 là giáo án đầu tiên mà ông huấn luyện viên Toshiya Miura bắt đầu để cho chuẩn bị cái mùa bóng 2018 với đội câu lạc bộ đá thành phố. Thì khi chuẩn bị cho một cái giáo án như vậy thì mình là người phiên dịch cho ông ấy. Mình thấy ông ấy có một cái sự chuẩn bị cho công việc theo cái đặc tính của người Nhật, đó là rất là kỹ lưỡng trong mọi cái chi tiết của cái buổi tập. Cho nên là 7:30 thì ông ấy đã có cuộc họp ngắn với lại các trợ lý trong phòng họp để phổ biến cái nội dung tập. Thì cái nội dung tập của buổi sáng hôm nay sẽ bắt đầu lúc 8:30 mà gồm có các cái nội dung chính như sau. Thứ nhất là cái phần là giống như là cái bài tập thể dục đầu ngày đó, thì có 10 phút để là khởi động các cơ bắp và khớp và một vài động tác sức mạnh cơ thân mình để vừa có cái ý nghĩa ngăn ngừa chấn thương. Thì cái phần đầu tiên này kéo dài 10 phút trên cái mặt sân cỏ nhân tạo. Thì sau đó thì mới vào cái sân chính. Khi vào sân chính này thì gồm có phần khởi động. Phần khởi động sau đó là cái bài tập chuyền bóng, bài tập kiểm soát bóng, hai bài tập kiểm soát bóng và bài tập thi đấu. Khi vào cái bài tập thi đấu này thì đội chia làm 3 nội dung, 3 nhóm để mà tập. Vừa một nhóm đi chạy, hai nhóm tập ở đây. Đội chia làm 2 tập ở đây và cái nhóm khi mà vào phần thi đấu cuối đó thì mới tập là làm 3 nhóm. Thì sau đây mình sẽ đi vào cái chi tiết cái từng phần tập. Phần đầu tiên là phần tập cơ thân mình thì đội đứng thành một cái vòng tròn thoải mái trong vòng 10 phút. Anh trợ lý Martin ảnh phụ trách cái vòng này. Phần thứ hai là cái phần khởi động thì anh Martin cũng độ 10 phút thì anh Martin đã cho đội cả đội chạy vòng sân, vừa chạy vừa làm các động tác khởi động liên kết từ chậm cho tới nhanh dần. Rồi sau đó đội uống nước xong rồi bắt đầu vào phần tập với bóng. Phần tập với bóng thì nó gồm có những nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất trên cái cột sân này này thì cầu thủ được phân ra làm các nhóm, bóng nằm đây, bóng 3 người, 2 người, 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 3 người, 2 người. Tổng cộng quân số ở đây là 22. Thì số còn lại hai thủ môn thì khởi động với lại huấn luyện viên thủ môn ở đây. Thì ở đây các bài tập thay đổi cứ 1 phút rưỡi là thay đổi một nội dung, 1 phút rưỡi là thay đổi một nội dung. Sau đó gồm có này, dẫn bóng này, chuyền bóng 2 chạm, chuyền bóng 1 chạm, rồi một quả bật này, quả đập nhã đó. Tổng cộng các cái nội dung này nó chỉ kéo dài 10 phút thôi, nhưng mà ông ta yêu cầu về cái chất lượng đường truyền với sự di chuyển liên tục. Sau cái phần này cũng uống nước ngắn gọn. Đến cái phần tiếp theo đó là cầu thủ được phân công vào bên này, 12 người tập trên cái ô có kích thước là 20 mét, ô vuông này 4x4x4. Tuy nhiên khi bước vào bài tập thực tế đó, thì mình thấy ông ta có điều chỉnh một tí về mở rộng hơn một tí, bởi vì 20-20 cho 12 cầu thủ thì nó có vẻ hơi chật. Thì cái yêu cầu của bài tập này là chơi 2 chạm và cung cấp bóng liên tục. Thì mỗi sân như vậy có trợ lý với các quả ở đây, để mà cung cấp bóng liên tục cho cầu thủ để không có cái quả nghỉ. Cầu thủ phải hoạt động liên tục. Trong cái phần này thì ông huấn luyện viên trưởng ông đi qua đi lại giữa hai bên để ông đôn đốc cầu thủ thực hiện bài tập.
và tổng thời gian của cái phần này liên tục không có dừng là 8 phút. Như vậy ta thấy là phần khởi động 20, phần tập cơ thân mình 10 phút, phần khởi động 10 phút và 20 phút, phần tập cái bóng này 10 phút là 30 phút, phần này 8 phút là 38 phút, cộng với những quãng nghỉ giữa thì cho đến giờ này nó chỉ độ 45 phút. Sau đó thì vào cái phần là thi đấu trên cái mặt sân là từ đầu 16-50 này qua đầu 16-50 này, thì giữa hai đầu này ông ta cũng đã đo cái đoạn cự ly từ đây đến đây trước buổi tập là một cái đoạn là cái vạch này có thể nó không chính xác là 75 m. Thì đội được chia ra làm 3 nhóm. Sau khi phần kiểm soát bóng này xong thì cái nội dung này được dọn đi. Dọn đi. Sau phần 1 tập dừng bóng xong thì nội dung này cũng được cái người phụ trách về các anh em trợ lý cũng như là cái người phụ trách về trang thiết bị đó, dọn xong đi. Tức là theo cái công thức bố trí tập luyện vậy thì dỡ ra dần, dỡ ra dần, dỡ ra dần, cuối cùng chỉ còn lại cái phần 3 là cái phần sân chính này. Cái phần chính này thì cầu thủ sẽ đá 7-7 do là có 22 cầu thủ tham gia luyện tập cộng 3 thủ môn là 7-7 cộng 1 trung gian. 7-7 thì phân ra là 3-3-1 cộng 1 trung gian. Bên này cũng là 3-3-1, 7-7. Và thi đấu với yêu cầu là chỉ chơi 2 trận và 10 phút. Thì trong thời gian mà hai đội bóng ở đây thi đấu, đây có thủ môn, có thủ môn, thì một cái nhóm ở đây thực hiện có bài tập chạy với cái cường độ cao của anh Martin. Thì cái khoảng 75 mét này thì chỉ yêu cầu là 15 giây, chạy từ đây nên là 15 giây. Sau đó cầu thủ đi bộ nhẹ nhàng ở đây để nghỉ trong vòng 45 giây, sau đó chạy về bên này 15 giây, nghỉ 45 giây, chạy về đây 15 giây, nghỉ 45 giây. Ba đội này xoay vòng với nhau, A đá B, C chạy, B đá C, A chạy, A đá C, B chạy. Thì sau đó là cầu thủ được vào, được thả lỏng, hồi phục. Đó là toàn bộ nội dung của cái buổi tập đầu tiên của ông huấn luyện viên Mura. Và cái điều mình đáng lưu ý đó thì thứ nhất là ông tính toán về số lượng cầu thủ trước buổi tập để thiết kế cái bài tập nó có sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi ra sân đó, thì chia đội cho nó nhanh gọn chứ không có đứng gọi từ từ nó thời gian, hay là thời gian chuyển đổi từ phần 1 qua phần 2, từ phần 2 qua phần 3. Thì cái phần uống nước ông ta cũng kiểm soát thời gian rất là ngắn gọn chứ không có để cầu thủ đi lững thững uống nước rồi lững thững trở lại bài tập sân tập cho cái nội dung tiếp theo. Và trong cái bài tập thì ông ta thường xuyên là đốc thúc cầu thủ cần phải chơi nhanh, mất bóng thì phải quay lại để mà gây áp lực phòng ngự nhanh lên đối phương. Thì cái sự uống nước có kiểm soát cũng là nhằm để duy trì cái cường độ, bởi vì là ông ta thường, do vậy mà ông ta thường yêu cầu là ví dụ như đội tập khu vực này thì nước phải nằm đây, đội tập khu vực này thì phải có nước phục vụ, nước hoặc ở đây hoặc ở đây để cầu thủ chuyển tiếp và phải có nước uống ngay với thời gian ngắn nhất để mà qua cái bài tập tiếp theo. Đó là cái buổi tập đầu tiên, đây là cái video làm thử. Mình xem video này sẽ lại xong và mình sẽ làm tiếp những cái video sau, và hy vọng là càng ngày thì cái việc trình bày nó hoàn chỉnh hơn, đỡ mất thời gian cho mình khi mà phải ngồi kẻ vẽ trên cái Sport Session Planner. Mỗi lần như vậy thì chắc chắn là tốn nhiều thời gian hơn là ngồi nói như thế này. Và liệu cái điều đó nó phục vụ được cho bao nhiêu người và có cần thiết hay không, mình cũng đang cân nhắc việc này. Xin chào cả nhà.